hãng taxi riêng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Mai Linh mở chuỗi sửa chữa ô tô. Hai bên sẽ hợp tác thành lập liên doanh mới với thương hiệu Mekong Xanh FM để xây dựng và vận hành chuỗi xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô trên phạm vi toàn quốc. Trong giai đoạn đầu, GSM và Mekong Xanh sẽ tiến hành chuyển đổi 39 xưởng dịch vụ sẵn có của Mekong Xanh sang thương hiệu mới Mekong Xanh FM và hoạt động theo mô hình mới. Dự kiến đến hết năm 2025, hai bên sẽ hợp tác mở mới thêm 60 xưởng trên toàn quốc, nâng tổng quy mô lên 99 xưởng, qua đó đưa Mekong Xanh FM trở thành hệ thống sửa chữa ô tô quy mô lớn hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, 99 xưởng này sẽ hòa chung vào mạng lưới các xưởng dịch vụ sẵn có của VinFast, hơn 80 xưởng hiện nay trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng của khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.